Nguyên Audio thị xã Phú Thọ xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đam mê đài radio cassette cổ trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Hôm nay, ngày 7 tháng 12 năm 2021, tiếp tục lên sóng để giới thiệu cho quý vị và các bạn hai chiếc đài cổ đến từ đất nước Nhật Bản, đó là hai chiếc đài QT. Chiếc bên trên có màu gold là chiếc đài QT89. Và chiếc đài bên dưới có màu xám là chiếc đài QT90. Hai chiếc đài này thì được ra đời từ những năm thập niên 1980. Ngày xưa thì chuyên dành để thu băng quý vị nhé. Hai chiếc đài này thì là hàng đi xuất đi thị trường các nước nên là nó sử dụng điện đa cầu. Dưới dòng QT89 và 90 là dòng QT88. QT88 thì nó sử dụng điện 100, nó là hàng nội địa quý vị nhé. Hai chiếc đài này thì về tại cửa hàng Nguyên Audio trong tình trạng đẹp xuất sắc, zin nguyên bản, full mọi chức năng, hoạt động hoàn hảo quý vị nhé. Đời QT88 và QT90 thì nó có cái nút Don't Buy NR đây. Có nghĩa là chúng ta khi thu băng ấy thì nó không lẫn cái tạp âm ở bên ngoài vào. Và loa của nó thì loa sử dụng hai đường tiếng. Một loa trung trầm và một loa chét thạch anh. Còn dòng 88 á, thì nó chỉ có một loa trung cao thôi quý vị nhé. Hai chiếc đài QT88 và QT90 này thì nó có hai màu khác nhau này, thì cửa hàng Nguyên Audio cũng đang bán với giá hai cái giá khác nhau quý vị nhé. Chiếc 89 màu gold đẹp xuất sắc có giá 20 triệu đồng. Còn chiếc đài QT90 có màu xám đẹp xuất sắc thì cửa hàng Nguyên Audio đang bán với giá 15 triệu 500 nghìn đồng. Quý vị và các bạn chúng ta yêu mến chiếc đài nào thì xin liên hệ cho Nguyên Audio theo số điện thoại là 0358 237 899. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Hai chiếc đài này thì mọi chức năng thì đều như nhau, nó đều chạy hai cửa băng cassette. Có radio AM FM tần sóng 108. Radio của nó thì chạy 4 băng tần quý vị nhé. Hai cửa băng cassette có đường line in phone để cho chúng ta kết nối với các thiết bị thông minh như là điện thoại, laptop, máy tính. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, tất cả những cái núm nút mạ chrome còn nguyên bản, kể cả viền loa tai sách. Hai chiếc đài đều mới như nhau quý vị nhé. Và bây giờ thì Nguyên Audio sẽ test từng chiếc đài một cho quý vị và các bạn. Đầu tiên thì Nguyên Audio sẽ test chiếc đài QT 89 trước quý vị nhé. Theo test cho chúng ta cái radio đầu tiên này. Bàng hoàng nhìn lại vẫn thấy bên mình ôi dòng sông dòng đôi bờ chiến sông sống đi mà vẫn tiếp theo thì Nguyên Audio sẽ test cửa băng cassette quý vị nhé. Cửa băng số 1 này. Đẹp. Chất âm thì rất là hay quý vị ạ, rất là mộc và chi tiết quý vị nhé. Chuyện hai chúng mình khi em với anh vừa biết đam mê tình yêu tràn trề đường mòn đêm vắng em nhớ tên rồi thời gian qua lối này khi ta trắng tay buồn vác lên vai thành trang đường dài vì đâu nên ra mắt dài ngắn cho đời. Tiếp theo Nguyên Audio sẽ test cửa băng số 2 quý vị nhé.
QT89 và 88, 89 và 90 thì nó có khác nhau một chút. Đó là 89 thì là nó có cái nút vi tinh chỉnh 3 tép ở đây. Còn 90 thì nó lại có vi tinh chỉnh bằng EQ quý vị nhé. Chất âm thì đều như nhau thôi ạ. Chẳng riêng hai chúng mình nên khi vắng anh đường đã thay tên còn chẳng kỷ niệm lành đây theo tiếng bước ưu tư tạm dừng chiếc đài sáp QT89 quý vị nhé. Và tiếp theo sẽ test cho quý vị và các bạn chiếc đài sáp QT90. Chiếc đài QT89 này thì kể cả nó là phiên bản màu gold nhé. Bản màu gold, bản rất đặc biệt đấy ạ, bản rất hiếm. Và từng cái loa của nó này, màng loa của nó thì màng giấy cũng bằng là màu gold luôn quý vị nhé. Bằng màu gold luôn. Còn chiếc đài xám, QT90 xám thì nó cũng làm loa màu xám luôn quý vị nhé. Đầu tiên sẽ test cho quý vị và các bạn cái radio đầu tiên này. Đêm tĩnh lặng, tiếng ca trù sâu lắng, sông Lam xanh núi hồng. Các bạn đang đọc truyện sử. Có phải là không? FM 108 bắt được rất nhiều đài đấy ạ. Và dân tộc thiểu số và miền núi. Hoàn thành cơ bản công tác định canh định cư, sắp xếp bố trí ổn định cho 90% số hộ di cư không theo kế hoạch. Tiếp theo sẽ là cửa băng số 1. Tiếp theo sẽ là cửa băng số 2. Chuyện tình của tôi tan vỡ từ lâu rồi, từ không bao giờ còn nữa. Nhưng bóng mơ hồ trên đường ra phố thì tôi gặp người yêu ngày nào. Đôi mắt ưu tư thật buồn, nàng nhìn tôi rồi quay mặt bước đi như không hề quen biết. Cùng đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn tôi trong những đêm cong ngủ trong đèn nhìn khói thuốc bay. Em dĩ vãng đôi mình được về thành bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau. Ôi đôi mắt người xưa bao lần khóc ướt vai tôi trong những đêm. Ngày tháng im trôi
đời chia hai đôi. Bóng mồ thôn có thì phòng báo tin vui, tin em lấy chồng. Khi về bên ấy em có nhớ người thưa không? Hai chiếc đài này thì đều hoạt động hoàn hảo tất cả quý vị nhé. Nguyên Audio xin nhắc lại giá một lần nữa để cho quý vị và các bạn hiểu rõ hơn. Chiếc đài sáp QT89 màu gold có giá 20 triệu và chiếc đài sáp QT90 có màu xám có giá 15.500.000 quý vị nhé. Nguyên Audio xin được dừng video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo.